Cách để điều trị bệnh APV ghép với ILT chữa ra sao? Xin cảm ơn, xin mời bác sĩ Khánh. Ok, thì câu hỏi này thì em Khánh xin chia sẻ với tất cả các anh chị với cái giải pháp và cách nhận biết như sau ạ. Thì đối với hai cái bệnh virus nó ghép với nhau ấy, thì nó rất khó để chúng ta nhận biết và có thể điều trị dứt điểm được hai cái bệnh này. Thì thứ nhất ý, đối với bệnh APV thì chúng ta thấy là cái bệnh gọi là sưng mặt phù đầu, sưng tấy đỏ đau. Đấy. Còn đối với bệnh hô hấp liên quan đến ILT thì đối với bệnh này thì nó sẽ chảy nước mũi này và nước mắt này, được chưa? Thì đôi khi ấy, thì chúng ta khi cái bệnh liên quan APV nó phù nề cái đầu nó lên hoặc là cái niêm mạc mắt là chúng ta rất khó để chúng ta phân biệt giữa ILT có ghép với không. Thì một cái đặc điểm em Khánh xin chia sẻ với tất cả các anh chị sau. Thứ nhất thì anh chị lật cái miệng nó lên, được chưa? Cái hốc mũi của nó, được chưa? Nó thông với mồm ấy thì nó sẽ có những cái đặc điểm nhận dạng rất là dễ ở đấy, đó là cái chấm 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 xuất huyết. Và đặc điểm ấy thì khi anh chị kẹp vào cái hầu của con gà này, chúng ta đẩy cái nắp khí quản lên, được chưa? Chúng ta thấy con gà nó bị xuất huyết ở cái nắp khí quản, có thể là liên quan đến chấm 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 đấy, hoặc là khi chúng ta mổ khám ra nhé thì chúng ta thấy được là cái 2/3 từ cái nắp khí quản về dưới phế quản ấy thì nó sẽ bị xuất huyết ngang, được chưa? Và đôi khi ấy, có lẫn cả máu. Đấy là những cái triệu chứng rất là đơn giản và bệnh tích rất là đơn giản. Và đối với bệnh tích của cái bệnh liên quan đến APV thì trong quá trình chúng ta mổ khám ra thì chúng ta lật cái da đầu lên, nó sẽ bị phù thủng và nó sẽ có một cái niêm mạc gọi là dịch nữa, nó sẽ phủ ở trên cái giữa cái lớp da đầu và cái lớp sọ. Và đặc điểm thì chúng ta thấy nó phù nề rất là nhiều đây. Và đặc biệt là khi chúng ta biết được liên quan hai cái bệnh này ghép với nhau ấy, thì chúng ta xử lý bằng công thức như sau này. Chúng ta lấy ngay cái dịch chiết anagen của VOD Suvep, được chưa? Với cái tỷ lệ như vậy thì chúng ta phải nhỏ liều lượng có thể là gấp đôi cái nước pha lên. Tại vì thực tế ra này thì trong quá trình chúng ta có thể kết hợp hai cái viên phương pháp này để chúng ta có thể điều trị này. Một là chúng ta có thể tách riêng vaccine ra, nhưng theo tôi ấy, thì hai cái vaccine này chúng ta vẫn có thể kết hợp với nhau được. Tại vì thực tế ra thì chúng ta có thể nhỏ vào hai mắt cho con gà, được chưa? Thì thứ nhất thì cái công thức pha như sau này: chúng ta lấy 60 ml, được chưa, dịch chiết alanin, chúng ta kết hợp với 6 ml, được chưa, cái nước pha để chúng ta pha với cái vaccine nó hòa tan, chúng ta đổ ngược lại 60 ml, được chưa, cái dịch chiết alanin, sau đó chúng ta nhỏ vào mắt cho con gà sau khoảng 2 đến 6 giờ thì cái mặt của con gà nó sẽ hết sưng tấy đỏ đau và con gà nó sẽ giảm sốt. Và sau khoảng ngoài 2 đến 3 ngày thì con gà chúng ta nó sẽ hết những cái triệu chứng đó nhá. Và đặc biệt hơn thì sau khi chúng ta nhỏ xong thì ngày hôm sau thì chúng ta có thể sử dụng đến một số cái sản phẩm, ví dụ liên quan đến kháng viêm, được chưa, hay là brom để có thể là sử dụng để áp dụng vào để giảm tiết dịch và thứ nhất là nó co bóp cái hệ hô hấp của nó, được chưa, làm cho cái hệ hô hấp của nó có thể là đỡ bị tích tụ những cái dịch đờm, được chưa. Và đặc biệt hơn nếu nó để sử dụng đến một số dòng kháng sinh thì nó chế cái kế phát, ví dụ liên quan đến con Michael, được chưa, hay là con virus khác thì chúng ta có thể sử dụng cái tập trị hô hấp hợp hoặc là cái TTP Sinorin đấy nhá. Đấy là cái giải pháp của em Khánh, hoặc là anh chị có thể sử dụng thêm cái Prodosi. Nếu trong trường hợp chúng ta sử dụng Prodosi rồi thì em Khánh khuyến khích với tất cả các anh chị là không nên dùng nữa, tại vì chúng ta có thể chuyển đổi sang chúng ta sử dụng cái sản phẩm đặc trị hô hấp hợp. Đấy là cái giải pháp của em Khánh. Đầu tiên rất cảm ơn câu hỏi rất là tuyệt vời.